Nếu cảm ơn phần chia sẻ của lãnh đạo chúng ta thì các anh chị qua phần chia sẻ vừa rồi thì các anh chị cũng hiểu được thế nào tổng quan của Junet và cơ hội Junet là chúng ta là như thế nào. Điều quan trọng là ngày hôm nay các anh chị muốn tìm hiểu rõ hơn nữa thì các anh chị hãy lên chính thức cái sàn của mình hoặc là gặp trực tiếp người giới thiệu của mình nhé, sẽ giúp cho các anh chị hiểu hơn một cách cụ thể và rõ nét hơn nữa về cơ hội này. Tại vì đa số trong buổi ngày hôm nay thì các anh chị đã là một thành viên của Junet rồi, cho nên là tin chắc là các anh chị sẽ học thêm được nhiều kiến thức hơn nữa, hiểu hơn về Junet hơn nữa và sự hỗ trợ từ trực tiếp từ hệ thống bên nước ngoài giúp các anh chị tăng trưởng vượt bậc trong kế hoạch tuyển trưởng tại Việt Nam, được không ạ? Vậy thì tiếp tục chương trình, khi tôi làm Junet, đúng ạ, tôi tham gia với mạng lưới Junet, tôi sẽ được gì? Quyền lợi và lợi ích là tôi sẽ được dùng từ công việc này và Junet sẽ mang lại cho tôi kết quả như thế nào, đó là điều chúng ta cũng mong muốn, đúng không ạ? Tại vì chúng ta làm một công việc gì đó thì chúng ta vẫn phải mong muốn lợi ích của nó mang lại chúng ta là như thế nào. Vâng, và ngay sau đây Nguyên Vương xin được mời lên sân khấu sẽ một vị lãnh đạo rất là tài ba, một người thầy rất tuyệt vời của Nguyên Tuấn, đã dẫn dắt rất nhiều trong môi trường. Khi Nguyên Tuấn bước vào môi trường này, bước vào Junet, anh là một người dẫn dắt từng bước một vào ngày hôm nay có cơ hội đến đây chia sẻ và nói chuyện với các anh chị, đó ạ. Anh sẽ lên đây và chia sẻ cho các anh chị cái sơ đồ của Junet, có nghĩa là cái lợi ích, quyền lợi, cái hoa hồng mà chúng ta được hưởng khi chúng ta hợp tác với tập đoàn Junet là như thế nào. Ngay sau đây xin mời các anh chị hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón lãnh đạo của chúng ta, anh Trần Minh Sơn ạ. Chào MC Bạch Trân Tuấn, một tràng pháo tay thật lớn cho MC của chúng ta đi ạ. Hôm nay thì rõ ràng ở đây có các bậc thầy tuyệt vời về ngành MLM, ví dụ như là anh Vinh rất là giỏi và anh cũng bỏ công sức từ dưới đầu dây, và cùng với chú Kiến là một người cũng rất là chuyên nghiệp về ngành mạng MLM. Chú và anh cũng có mặt ở đây. Một lần nữa chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn hai vị lãnh đạo của chúng ta từ dầu dây lên đây để tham dự chương trình ngày hôm nay. Tràng pháo tay thật lớn nữa để cảm ơn bạn Vinh từ dưới Long An. Bạn ấy cũng xuất thân từ một nghề gọi là giúp cho mọi người gặp trục trặc xe cộ trên đường phố, đúng không ạ? Nhưng mà hiện tại bạn có một hệ thống rất lớn ở Long An. Và bạn cũng từ giữa Long An lên đây để học hỏi cái chương trình hôm nay, và một tràng pháo tay thật lớn cho một bạn từ xa. Và là tất cả chúng ta thì đa số ở thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương, và một tràng pháo tay lớn dần cho những người ở gần đây ạ. Trước hết thì Sơn đã từng huấn luyện cho hai công ty về MLM và tham gia một số công ty, sau đó thì tập trung phát triển cho một công ty mà mình cảm thấy rất là tâm huyết. Nhưng mà sau khi đến được ở trên hết ngày hôm nay, một lần nữa xin cảm ơn hai người tuyến dưới của Sơn trong một công ty khác, ba người luôn. Và ngày hôm nay các vị lãnh đạo này đều trở thành Shopify trong vòng 3 tháng và tạo ra thu nhập hiện tại là vừa đạt 3.000 đô, tức là tổng thu nhập hiện nay khoảng 80 mấy triệu trong vòng 3 tháng. Đó là anh Thịnh, một tràng pháo tay cho Shopify. Một Shopify tiếp theo đó chính là anh Đức, hiện tại là công nghệ là người chủ trì trực tiếp cùng với Smart. Và cái duyên rất là định mệnh, bởi vì khi đó thì anh Thịnh ấy rất là cảm ơn cái duyên của anh Thịnh đầu tiên ấy, là anh làm cái chỗ này không được 3 năm rồi anh theo không có nổi, thì vì không làm được nhưng anh tiêu dùng rất là nhiều, tiêu dùng khoảng gần 100 triệu trong vòng 3 năm tiêu dùng sản phẩm, nhưng mà anh cũng nỗ lực lắm nhưng không làm được. Vì không làm được như vậy thì tình cờ có Cali Thủ Đô ở bên Mỹ mới cho gửi tin nhắn, và sau những hình ảnh như vậy thì anh Thịnh quyết định đi tìm công ty này sao mà có cái gì dễ hay như vậy. Và sau khi anh tìm thì anh quyết định ký mã số của cái sàn trên internet luôn, ký vô cái tên của anh, thì sau đó thì anh về nhà đấy, anh mới thấy sử dụng anh biết đấy, cái cơ hội là hay quá. Bây giờ ông tìm ra nước ngoài như thế nào để có một đường dây hỗ trợ chính xác hơn, thì lúc đó anh Đức bắt đầu có những người em làm bác sĩ ở bên Mỹ đang cũng nghiên cứu ở trung tâm NASA, và lúc đó anh Đức nghiên cứu nửa tháng như vậy thì anh quyết định bên đó là nói về sản phẩm của tế bào gốc thì ok rồi, không bàn rồi. Lúc đó anh Đức quyết định là gì ạ? Tìm thủ lĩnh ở bên nước ngoài, bởi vì hệ thống Taiwan là một hệ thống khi trên hết, mặc dù ở Mỹ nhưng mà tìm đến Taiwan là cái nơi của những nhà lãnh đạo của kinh doanh MLM toàn cầu, mặc dù chỉ có 20 triệu dân thôi nhưng mà có khoảng 5.000 công ty MLM có mặt ở trên Taiwan, bởi vì đó là nơi của những thủ lĩnh toàn cầu. Và cuối cùng khi mà trên hết tìm đến để làm chuyện đầu tiên, để phát triển đầu tiên. Và cô Kim Huy là có cái duyên từ người ông chồng mang về một mớ sản phẩm tế bào gốc, thì cô bảo anh mang cái gác được gì về nhà. Sau khi cô là một bác sĩ, cô đi dự một cái hội nghị, sau khi dự hội nghị như vậy thì cô nói anh mang về một đống kim cương, thế ông chồng cũng là ngạc nhiên,
mới đây thì bảo là đem cái thứ gì về nhà, còn bây giờ thì bảo là một đống kim cương. Và đúng một năm khi cô Kim Linh đặt cái mục tiêu là phải thu nhập được 1 triệu đô trong một năm thì cô làm được hơn 1 triệu đô trong một năm. Và hiện tại sau 6 năm thì tổng thu nhập của cô là gần 70 triệu đô. Đến tháng 12 của năm 2015, sau 6 năm cô làm việc thì bây giờ cô đã cán đích mức thu nhập một tháng là 1,3 triệu đô. Và đứng hạng thứ 6 trên nền cho em chỉ cần 6 năm thôi. Có tuyệt vời không ạ? Rất là tuyệt vời. Và sau 2 tuần khi mà Sơn bước vào, lúc đó là mình đang làm bên kia đã có thu nhập lớn rồi. Thì lúc đó là anh thấy mọi người mời Sơn cứ đâu cũng phê hoài. Đến mười mấy lần như vậy thì mình quyết định thôi thì một đô mà cứ nhắm mắt ký đi. Đó. Và khi ký như vậy bắt đầu đi chia sẻ lại cho mọi người mời, ok hay quá anh Sơn, làm dễ đó này. Thì lúc đó bắt đầu mình mới nghiên cứu sâu hơn. Càng nghiên cứu thì càng mất ngủ về cái chương trình này. Và ngày hôm nay thì hệ thống khi mà lãnh đạo Somat qua Việt Nam và lãnh đạo Somat nói rằng là khi cô Kim Huy nhìn thấy cái hệ thống ở Việt Nam, ngay lập tức huy động gần 10 lãnh đạo ở trên thế giới sẽ về từ từ sau chương trình của lãnh đạo Somat, thì sắp tới là Double Diamond Kim Phục sẽ về Việt Nam. Bây giờ là về làm trước cho nó ổn định tí, sau đó thì khoảng 1 đến 2 tuần sau nữa thì cô Kim Phục sẽ về đến Việt Nam và sẽ lần lượt các nhà lãnh đạo và đến cô Kim Huy sẽ về Việt Nam để hỗ trợ một hệ thống như vậy. Vậy thì được một hệ thống lãnh đạo toàn cầu trên thế giới rất thành công như vậy mà về Việt Nam hỗ trợ thì có phải đó là một may mắn cho chúng ta không ạ? Đó là điều rất tuyệt vời. Và quan trọng là kết làm. Cái lúc mà mình mới chân đất chân giáo thôi thì sau đó thì Sơn cũng đi làm rất là nhiều, có một số kinh nghiệm như nhau. Đó là mình phải làm cái cách nào để có thể tiếp cận khách hàng rất là tốt. Thì anh Ngọc là người luôn nói với Sơn rằng cái công cụ nó quan trọng lắm. Hôm nay Sơn nó nói giỏi kiểu gì đi nữa đó, mà không có công cụ thì cũng không bao giờ làm được. Vậy thì công cụ của JNS, một công cụ vô cùng tuyệt vời, đó là công cụ online website. Đào tạo một người mới cực kỳ nhanh chóng, mở online website chỉ cho vòng 1-2 buổi. Họ về họ mò, họ biết học, đúng không ạ? Họ làm về online, họ gửi thông tin. Và hiện tại đội nhóm của anh Vinh trong 3 tháng phát triển vào 7 quốc gia. Điều này làm mình vô cùng ngạc nhiên. Và hiện tại dưới Sơn thì có 5 quốc gia. Và đặc biệt là dưới anh Vinh thì hiện tại sắp anh Trí là một người mới vào 2 tuần và anh phát triển kinh khủng. Nó một người cái sàn lên đây thôi là rất là nhiều. Và ngày hôm nay anh Trí có một người làm với công ty khác và sau khi xin hàng trong ngày hôm nay sinh nhật người con, thế anh Trí bảo đúng ra là muốn lên lắm nhưng người này bảo là ở lại sinh nhật con tôi mới làm. Anh Trí nó từng là sẵn sàng hy sinh đó. Và hệ thống của anh hiện tại là gần 20 người và cực kỳ tâm huyết. Anh cũng dùng công cụ bằng lại website và đang mở cho một người Malaysia và một người ở Đài Loan. Như vậy thì trong vòng 20 ngày họ bắt đầu đặt chân đến 2 quốc gia. Và điều gì xảy ra sau vài tháng nữa, hai người này phát triển ở nhiều nước nữa, đúng không ạ? Thì thị trường anh có một cái sân chơi quốc tế ngay lập tức. Và như vậy JNS cho Sơn một điều rất quan trọng, đó là sân chơi quốc tế. Nếu trước đây Sơn làm qua rất nhiều công ty em không bao giờ có một người nào ở nước ngoài cả. Còn bây giờ chỉ gồng gồng ra 2 tháng, ngày hôm nay là ngày 61 ngày làm việc, Sơn vẫn có thị trường của 5 quốc gia. Điều này có phải tuyệt vời không ạ? Và đó chính là cơ hội mà Sơn vươn ra tầm quốc tế. Không còn cái ở khu vực Việt Nam 90 triệu dân nữa, mà là tầm của 7 tỷ người trên toàn thế giới. Và quan trọng là cách làm của chúng ta. Em gửi tới cái sơ đồ. Vậy thì lợi ích của chúng ta được cái gì? Đây là cái file mà đào tạo cơ bản của Minh Sơn, chỉ có 4 trang giấy thôi. Nếu ai nắm được hết cái quy luật vận hành này, chúng ta làm việc rất là dễ. Sơ đồ đây, nói gì thì nói, chúng ta cũng phải tìm đến kênh tài chính, đúng không ạ? Sơ đồ của JNS đi giảng bài cho 2 công ty em chưa bao giờ, và đi làm một số và nghiên cứu rất nhiều công ty em. Nhưng mà sơ đồ này là thuộc nhanh nhất, trong vòng chỉ cần 2 đêm thôi là đi giảng bài, 2 đêm là soạn luôn. Khi mà tải cái hoa hồng trên về, bắt đầu nhờ lãnh đạo Minh Tuấn đó, truy cập trên thế giới đó, gửi những cái thông tin sơ đồ về, đọc rất nhiều cái tài liệu, sau 2 đêm là bắt đầu biên soạn một cái sơ đồ ngắn gọn để cho mọi người hiểu. Như vậy thì chúng ta có 6 loại hoa hồng trả thưởng. Hoa hồng đầu tiên bán lẻ 35%. Lúc đầu Sơn cũng ngại lắm, nghe 35% bán ra có sự thấp quá không? Đó, sợ người ta sẽ nói ở sản phẩm đắt thế này kia. Nhưng khi nghe một câu nói của Natalie Moon, sản phẩm này này, có 102 trên thế giới, hiện tại là tốt nhất và duy nhất trên thế giới, ngoài trên đây ta không có ở đâu cả. Cho nên các bạn yên tâm, mà kinh doanh, các bạn là nhà doanh nghiệp thì các bạn phải có lợi nhuận, đúng không? Không có lợi nhuận thì không thể làm được kinh doanh được. Vậy thì 35%. Tuy nhiên, 2 cái chìa khóa rất quan trọng của khách hàng ở trong JNS là gì?
khách hàng nói bây giờ và đắt như thế cô muốn mua rẻ hơn được không? Dạ được. Nếu cô mua trong sàn cô sẽ được giảm giá 10%. Ồ thế à? Ok, vậy thì người ta mua trong sàn của mình. Vậy thì cô nó còn rẻ hơn được nữa không? Có chứ. Nếu mà cô đặt hàng 6 tháng sau này cô cảm thấy sản phẩm này tốt, tập 6 tháng liên tục à, thì cô sẽ được giảm giá tới 20%. Ồ, thế có phải tốt không ạ? Như vậy ở đây chúng ta cũng đưa ra có 3 cái mức như vậy, nhưng mà chúng ta đưa ra những cái lợi ích tốt nhất cho khách hàng của chúng ta, và chính vì khách hàng chúng ta thấy được lợi ích giảm giá như vậy thì người ta mua trong sàn. Điều này rất là tốt. Nhưng cái quan trọng ở đây là khách hàng của chúng ta sau này anh chị biết online chúng ta gửi, ví dụ như bạn tạo trước đây cũng một công ty em khác, bạn quá yếu luôn, nhưng bây giờ vô là kêu tạo sư phụ, bây giờ tại gửi cho mọi người bằng cái file online thì do bạn này tạo ra. À, bạn rất là giỏi và bảo trợ hiện tại là có khoảng 25 người trực tiếp. Vậy thì khi chúng ta gửi cái sàn này, ví dụ tạo có một khách hàng ở Macau, thì cái người này vào cái sàn ở Macau họ mua hàng đấy, thì ngay lập tức trên Nexus lưu lại tất cả những thông tin của người bên Macau nằm trong đơn khách hàng của bạn này. Vậy thì chúng ta chỉ cần mở đơn hàng của khách hàng ra, chúng ta sẽ biết người này, thông tin người này ngay, và trên hết họ nhập cái người này là khách hàng của người bạn này ngay. Và lúc đó chúng ta có một cái khách hàng như vậy, và khách hàng trên hết sẽ tính đó là khách hàng của chúng ta. Rất là hay đó. Rồi như vậy ở phần bán lẻ này này, vậy thì khi khách hàng mua được giảm giá 10% thì còn là 25% đúng không ạ? Ngay lập tức chuyển vào ví tiền của chúng ta ngay. Nếu được giảm 20% sẽ còn lại 15% chuyển vào ví tiền của chúng ta. Khách hàng mua kiểu gì chúng ta cũng có lời gần hết. Rồi. Hoa hồng số 2 là hoa hồng trực tiếp. Trước đây mọi người hay đến một số người em khác nói là chúng ta bán lẻ chặt bán chặt được bao nhiêu cả, bởi vì chúng ta phải bỏ công sức đi bán đúng không ạ? Còn cái này anh chị phải làm đúng phương pháp online. Hãy dùng online để gửi thông tin cho mọi người từ họ để hướng dẫn người ta mua hàng, hoặc là chúng ta sẽ đặt hàng với họ để chuyển về vị trí của họ. Rồi. Cái hoa hồng số 2 là hoa hồng trực tiếp. Hôm nay chúng ta giới thiệu cho một người mở một cái sàn giao dịch, họ mua bán 5 triệu 6, chúng ta sẽ nhận được 25 đô, khoảng 550.000 đồng. Nếu như họ mua bán một gói là 300 CV tương đương với 21 triệu, chúng ta sẽ nhận được 100 đô, 2 triệu 2. Nếu họ mua bán là 400 CV tương đương với 34 triệu, chúng ta sẽ nhận được 4 triệu 4. Và nếu như họ mua bán trên sàn, đây có 4 người ví dụ như vậy, đây là 4F1, họ mua bán như vậy, 4 người như vậy, nếu mà họ mua bán một gói là 48 triệu thì mình sẽ có được 250 đô. Nhưng mà tại sao người ta phải mua bán gói này, gói này, gói này? Đôi lúc khách hàng người ta mua vào rồi đúng không ạ? Cái thứ hai là người ta muốn lên cấp bậc luôn. Ví dụ người ta lên cái gói là gì ạ? Sapphire 2 tháng, Sapphire 4 tháng, Sapphire 6 tháng, họ lên trước luôn, họ mua để họ lên một cái cấp bậc luôn, cấp bậc tạm thời, họ được rất là nhiều cái quyền ở trong cấp bậc đó. À, rồi như vậy người F1 trực tiếp của chúng ta cũng có thể không nhiều, nhưng mà đội nhóm bạn của chúng ta có nhiều không ạ? Sẽ rất là nhiều. Và chúng ta sẽ đi qua hoa hồng số 3. Cái sơ đồ này anh chị nên nhớ này, hợp lực F1 thì không giới hạn, nhưng mà chúng ta hợp lực hỗ trợ lẫn nhau. Ngày hôm nay có một thiếu một trung úy ở bên ngoài cũng ký cái sàn thôi, ký cái sàn xong như họ chẳng quan tâm đâu, nhưng bây giờ cái hệ thống của họ tới 30 mấy người ở dưới, họ mở ra một cái họ nói trời ơi sao mà bây giờ hệ thống họ lớn như vậy. Vâng, hệ thống anh bây giờ lớn lắm rồi. Vậy hả? Vậy thì bây giờ anh phải làm ngay. Tôi nói luôn. Như vậy cái việc hợp lực như vậy có quan trọng không ạ? Rất quan trọng, hỗ trợ lẫn nhau. Người yếu được người mạnh cứ thả người xuống hỗ trợ lẫn nhau. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta nói đến hoa hồng đội nhóm. Trên hết chỉ có hai bên thôi, giống như hai cánh tay đắc lực của cuộc đời mình vậy. Vậy thì bên trái về bên phải, nếu như chúng ta có người mua bán trên sàn thì chúng ta sẽ được tích điểm, giữ điểm lại. Một bên được 12 triệu và một bên 24 triệu, bên nào cũng được. Ngay lập tức trên list sẽ chuyển thần 35 đô, người ta đổ thần 35 đô chỉ vào ví tiền của mình, tương đương với 770.000 đồng ngay lập tức luôn. À, tức là mình đủ là chuyển, người ta sẽ loại bỏ cái tiền đó đi, người ta chuyển thần 35 đô. Vậy thì cái điều quan trọng ở đây là gì ạ? Cái sơ đồ này nè, cái hoa hồng này nè, các anh chị có thể đi tìm bất kỳ một sơ đồ của ngành MLM nào không thể có được một tiềm năng thu nhập. Chúng ta chỉ cần có 2 người F1 thôi cũng có thể tạo dựng một cái sự nghiệp tương lai lên đến 2 tỷ bạc. Con số này lớn không ạ? Quá lớn. Quá lớn đúng không ạ? Nếu mà lớn cho chàng có tay đi ạ. Rất là lớn.
Tôi đi tìm sơ đồ và so sánh từ lúc nào. Trời, nó chỉ cần hai người về thôi á. Hai người có thể xây dựng một cơ hội có thể đạt tới 2 tỷ 3 là rất lớn. Vậy thì sao ạ? Khi chúng ta chỉ cần có hai người trợ thật nhà phân phối, tức là họ sẽ mua bán trên sàn 5.6 và chúng ta cũng vậy, thì ngay lập tức chúng ta có một cấp bậc gọi là nhà điều hành. Vậy thì chúng ta đủ điều kiện để nhận được hoa hồng tới 2 tỷ 3 nếu hệ thống chúng ta cứ phát triển. Vậy thì chúng ta có một chu kỳ 12-24 triệu đổi thành 35. Tiếp tục ngày mai lại có một chu kỳ đổi tiếp 35 đô. Ngày mai có một chu kỳ, nếu hệ thống chúng ta lớn cứ 1 giờ chúng ta có một chu kỳ. Đúng không ạ? Và trong một tuần như vậy liên tục nó lớn tới 750 lần thì Chenix sẽ đóng sàn lại. Có nghĩa là nó không quy đổi thành tiền nữa. Tới đây là nó cho mình tối đa là một tuần có được 750 chu kỳ. Tương đương một tuần mình có thể nhận tối đa là 577 triệu đồng. Vậy thì có nhiều người nói đúng không? Vậy thì nếu như mà tôi phát triển tới 1.000 chu kỳ trong một tuần, chẳng lẽ tôi mất cái 250 chu kỳ? Chenix nói không. Cái việc đó chúng tôi sẽ giữ lại để chuyển sang tuần sau và tiếp tục lại. Được không ạ? Như vậy thì trong tối đa một tuần chúng ta có thể nhận được 2 tỷ bạc. Bởi vì 577 triệu mà nhân cho 4 bằng 2 tỷ bạc. Chỉ cần hai người như vậy. Vậy thì theo các anh chỉ cần hai người bạn trong cuộc đời mình mở cái sàn ở nhà chat chat thay vì trên Zalo, Facebook, đúng không ạ? Để có thể xây dựng hệ thống như vậy thì có bao nhiêu người trên thế giới này sẽ mong muốn về điều đó? Gần như ai cũng muốn, đúng không ạ? Chỉ cần hai người thôi chứ không phải là 20 người. Hai người bạn của chúng ta thật đơn giản. Như vậy với một cái điều kiện như vậy, quá nhiều người rất mong muốn làm điều đó. Vậy thì nhiều người mong muốn thì cơ hội chúng ta càng lớn, đúng không ạ? Rất lớn. Đó chính là cái tiềm năng thu nhập ở hoa hồng số 3 này. Cho nên trên hết nói trò chơi của trên hết nằm ở hoa hồng đột nhập. Nào, chúng ta đến với hoa hồng số 4. Có nhiều người nói hai người tôi làm được dễ rồi, nhưng mà tôi cần có một thu nhập cao hơn 2.3 nữa, bởi vì tôi có năng lực, tôi có thể mời nhiều người hơn. Vậy thì Chenix sẽ trả cho chúng ta hoa hồng số 4, đó là hoa hồng lãnh đạo, thể hiện sự công bằng, càng như F1 thu nhập càng lớn. Vậy thì chúng ta hãy tính một bài toán đơn giản thế này. Giả sử chúng ta hoa hồng lãnh đạo chúng ta nhận được 7 đời. Hôm nay nếu chúng ta bảo cho được 5 người thôi, 5 người F1 thôi, mời ra 5 người F1. Mỗi người F1 này này, mỗi người mời được 5 người, có phải hệ thống chúng ta có 25 người F2 không ạ? 25 người F2, mỗi người nhúc nhích 5 người nữa không? Thì chúng ta có tới 125 người F3. 125 người F3, mỗi người thêm 5 người nữa thôi, chúng ta có 625 người F4. 625 người F4, mỗi người 5 người nữa là 3.125 người F5. Và một người 5 người nữa thì 15.625 F6. Và mỗi người 5 người nữa là 78.125 F7. Đến giờ này Sơn chứng minh, các anh chị có thể mở hệ thống Minh Sơn ra, một người nào chỉ trong vòng 1 tháng đều bảo trợ trên 5 người. Trong một tuần Sơn bảo trợ 20 người, dừng lại nhiều quá. Khi bạn bảo trợ 25 người bảo em dừng lại ngay, hỗ trợ những người kia phát triển. Khi bạn Hoàng mới về ngay Cà Mau và An Giang, khi bảo trợ gần 10 mã số trong vòng vàng này. Đây là một điều rất là khác biệt. Cái việc chúng ta bảo trợ này, anh chị đã nhờ cái phương pháp công cụ online, chúng ta bảo trợ rất nhanh. Cho nên đừng lo lắng cái gì cả. Nhưng điều gì xảy ra khi chúng ta có một hệ thống 78.000 người đã? Chúng ta được hưởng 7 đợt F1. Có nghĩa là chúng ta mời một người ra trực tiếp ở F1. Nếu mình giúp cho người bạn này có được một chu kỳ, có nghĩa là thu nhập 35 đô, 770.000 đồng, thì Chenix sẽ trả thưởng cho chúng ta 20% trên 770.000 đồng này, tương đương với 154.000 đồng. Như vậy, bạn mình F1 mình giúp họ được 770.000 đồng, Chenix sẽ gửi chúng ta 154.000 đồng. Được không ạ? Vậy thì nếu như người bạn này có 1.4 triệu thì chúng ta có bao nhiêu ạ? Hơn 300.000 đồng. Chenix sẽ gửi như vậy. Vậy thì nếu như người bạn này có thu nhập là 1 tỷ, chúng ta có 200 triệu. Chenix sẽ gửi cả với chúng ta 200 triệu. Và nếu như họ đạt tối đa tới 2 tỷ 3, lấy 2 tỷ cái hoa hồng của nhóm, thì có phải chúng ta sẽ có thu nhập 400 triệu với một người F1? Chenix cảm ơn cho chúng ta không ạ? Cho nên điều đó chúng ta vô cùng hưng phấn để đi giúp cho cái người bạn của chúng ta đấy thành công. Tôi đúng rồi không ạ? Bởi vì giúp cho họ thành công có nghĩa là chúng ta đang giúp cho chính bản thân mình. Chính vì thế chúng ta có nhiệt tình giúp đỡ không ạ? Có. Cho nên các anh chị ngồi ở đây rất yên tâm. Cái người mời chúng ta rất nhiệt tình với chúng ta, sẽ giúp đỡ chúng ta có tiền, đúng không ạ? Đó là một điều rất là tuyệt vời. Điều kiện để nhân cấp bậc đó là F1
khi chúng ta lên được cấp bậc là Ngọc Bích, nhà điều hành Ngọc Bích. Vậy thì nhà điều hành Ngọc Bích là gì? Dưới đại sơn đã có định nghĩa cấp bậc là. Rồi, khi nào chúng ta nhận được lời F2, có nghĩa là F1 mời ra một người gọi là F2, thì trên lịch trả thưởng chúng ta là 15%. Có nghĩa là nếu chúng ta giúp một người F2 có được một chu kỳ 770.000 đồng, thì trên lịch trả thưởng cho chúng ta là 115.000. Vậy thì nếu như chúng ta giúp cho một người F2 của chúng ta có thu nhập 1 tỷ thì Genix cảm ơn chúng ta bao nhiêu ạ? 150 triệu. Nếu họ có thu nhập 2 tỷ chúng ta có 30 triệu. Đó. Vậy thì chúng ta giúp nhiều F2, có giúp không ạ? Thế F2 giúp hết luôn, đúng không ạ? Bởi vì giúp F2 là giúp chính mình. Rồi, F2 mời ra người bạn là F3 thì Genix sẽ trả thưởng chúng ta là 10%. Vậy thì nếu như chúng ta đi giúp cho một người F3 có được 770.000 đồng, Genix sẽ cảm ơn chúng ta 77.000 đồng, tức là 10%. Vậy thì nếu chúng ta giúp cho một người F3 của chúng ta có thu nhập là 1 tỷ thì chúng ta có bao nhiêu ạ? 100 triệu. Nếu có thu nhập 2 tỷ chúng ta được 200 triệu. Tương tự như vậy đến đời F4, chúng ta giúp cho một người F4 có được 770.000 đồng một chu kỳ thì Genix cảm ơn chúng ta là 38.500 đồng. Mà F4 có nhiều không ạ? Đây ạ, F4 chúng ta bây giờ có nhiều không ạ? Nhiều. Thấy 30 mấy nghìn nhỏ hơn mà nhân lên 100.000 thì hơn nhiều. Tương tự như vậy, chúng ta giúp người F5 có được 770.000 đồng, chúng ta cũng có 38.500 đồng. Rồi tương tự như vậy, chúng ta giúp một người F6 cũng 5% thì chúng có được 770.000 đồng, thì chúng ta cũng có 38, và F7 cũng vậy. Như vậy ở đây, tại sao Genix phải đưa chúng ta nhiều thưởng như vậy? Bởi vì trong cái nền kinh doanh này muốn bền vững thì chúng ta phải giúp chiều sâu, chứ mà chỉ giúp mỗi người bạn này thôi. Mà nếu chúng ta giúp chiều khâu mà có quyền lợi, chúng ta có giúp không ạ? Có. Cho nên gạt đầu chúng ta cũng giúp được hết đó. À, chúng ta giúp đến 7 đời cũng như là giúp rất nhiều. Ok. Và hoa hồng tiếp theo là hoa hồng khách hàng ưu đãi. Nếu như chúng ta online, khách hàng mua trong sàn giao dịch của chúng ta, ngay lập tức Genix sẽ chuyển vào vào đơn hàng của khách hàng, thì chúng ta có một khách hàng. Nếu hai người mua hàng chúng ta có hai người, và có 5 người mua như vậy thì chúng ta nhận thêm một loại hoa hồng nữa, đó là 5% của hoa hồng đội nhóm F1. Có nghĩa là tất cả những F1 của chúng ta có một chu kỳ 770.000 đồng thì chúng ta được cộng thêm 5% nữa, là lên 25%. Đó, lên 25%. Và nếu như có 10 người mua trong sàn giao dịch của chúng ta thì chúng ta sẽ được cộng thêm 10% của đội F1, tất nhiên là lên tới 30%. Có nghĩa là nếu F1 chúng ta có thu nhập 1 tỷ chúng ta có bao nhiêu ạ? 30% là bao nhiêu ạ? 30 triệu. Nếu thu nhập 2 tỷ chúng ta sẽ được chơi đến cả đội 600 triệu. Đó là hồng khách hàng ưu đãi. Và cuối cùng là chia lợi nhuận toàn cầu 3%. Điều kiện để nhận là đạt cấp bậc Diamond trở lên. Vậy thì Diamond là gì? Cấp bậc như sau. Thì xin mời các anh chị hãy xem qua các cấp bậc cơ bản như sau. Thứ nhất, nhà đại lý. Nhà đại lý tức là mình mở sàn online thì chúng ta được quyền mua bán giao dịch sản phẩm, và chúng ta được nhận hoa hồng số 1 và số 2. Có nghĩa là hoa hồng bán lẻ, người ta mua trong sàn mình đã được nhận tiền. Cái thứ hai là chúng ta được nhận hoa hồng trực tiếp, có nghĩa là người chúng ta ở dưới chúng ta mua, chúng ta vẫn có tiền. À, trong khi là chúng ta chưa mua cái gì cả, nhưng mà chúng ta vẫn được nhận tiền. Rồi, cấp bậc thứ hai là nhà phân phối. Khi chúng ta mua bán một gói là 100 CV, đã mua bán một gói 100 CV, thì quyền lợi của chúng ta là quyền lợi của nhà đại lý cộng với chúng ta được bảo lưu điểm CV. Lúc này hệ thống chúng ta mua chúng ta mới được bảo lưu. Còn nếu chúng ta chưa trở thành nhà phân phối thì chúng ta chỉ nhận được hoa hồng 1 và 2 chứ chưa được bảo lưu. Và cấp bậc thứ 3 đó là nhà điều hành. Nhà điều hành. Nhà điều hành có nghĩa là chúng ta có 2 F1 2B đã mua bán, đã trở thành nhà phân phối, có nghĩa là đã mua bán một gói 5.6 thì chúng ta trở thành nhà điều hành. Lúc này chúng ta sẽ nhận thêm hoa hồng số 3 là hoa hồng tốt nhất của Genix. Hoa hồng đội nhóm. Lúc này chúng ta có chu kỳ rồi là chúng ta sẽ được nhận ngay. Rồi, cấp bậc tiếp theo, nhà điều hành Ngọc Bích. Có nghĩa là chúng ta có 4 nhà điều hành. Chúng ta mời được 4 người F1. 4 người F1 này, 4 người có thêm 2 người được mua hàng nữa, đã mua bán một gói nữa, thì chúng ta có tới 4 nhà điều hành F1. Thì chúng ta đạt được cấp bậc Ngọc Bích. Nhưng nếu như 4 người bạn của chúng ta họ chưa có làm được, mỗi người 2 người dưới,
thì Jared cho chúng ta một điều kiện nữa. Chúng ta chỉ cần có 8 người. 8 người thôi. 8 người F1 của chúng ta, một bên 3, một bên 5 hay là một bên 4, 4 gì cũng được. Có 8 người mua bán hàng như vậy thì chúng ta cũng trở thành nhà điều hành Ngọc Bích. Thì lúc này chúng ta nhận ở đời F1. Khi chúng ta cấp bậc tiếp theo đó là nhà điều hành Ngọc Trai, có nghĩa là chúng ta có 8 nhà điều hành. 8 nhà điều hành hoặc là 12 nhà phân phối trực tiếp thì chúng ta sẽ nhận được hoa hồng của đời F2 15%. Có nghĩa là gì ạ? Khi chúng ta đặt cái điều này, F2 của chúng ta có chu kỳ thì lúc này chúng ta sẽ được hưởng 115.000 đồng. Rồi, cấp bậc tiếp theo đó là cấp bậc Sapphire. Khi chúng ta có 12 nhà điều hành, tức là 12 người bạn của chúng ta, họ đều mua bán một cái gói thì chúng ta trở thành nhà điều hành Sapphire. Rồi, nhà điều hành Sapphire thì chúng ta nhận hoa hồng đời F3 10%. Rồi, đây là nhà điều hành. Còn bây giờ cấp bậc tiếp theo là cấp bậc giám đốc. Giám đốc Ruby. Janet rất hay và tâm lý cho chúng ta ở đây là người ta chuẩn bị cho mình 12 nhà điều hành. 12 nhà điều hành. Và trong 12 nhà điều hành này hoặc là nhiều hơn, anh chị nhé, không phải chỉ giới hạn đây, mình mấy chục nhà điều hành. Ví dụ như tính trên của Somax hiện tại là có tới 1.469 nhà điều hành. Tính trên của Somax của đấy là hiện tại là 1.469 nhà điều hành vừa mở. Thấy giật mình không? Kinh khủng đó. Vậy thì cái nhà điều hành này nè, mình không giới hạn, không giới hạn, nhưng chỉ cần 2 người nhà điều hành trong hàng đống người điều hành đó trở thành Sapphire thì mình lên giám đốc Ruby. Chỉ cần 2 người thôi mình trở thành giám đốc Ruby. Cái điểm 200 chu kỳ này là điểm du lịch thế giới 2 vé đó. Và mình nhận thêm hoa hồng của đời F4 5%, tức là lúc này mình đủ điều kiện để nhận hoa hồng đời F4. Tương tự như vậy, có 4 người lên nhà điều hành Sapphire, ngay lập tức mình lên là gì ạ? Giám đốc Emerald. Lúc này mình nhận hoa hồng của đời F5, có nghĩa là F5 có chu kỳ, lúc này mình mới được nhận đời F5. Tiếp theo đó là giám đốc Diamond. Chúng ta có 6 nhà điều hành Sapphire thì chúng ta sẽ nhận được hoa hồng của đời F6 5%. Và cuối cùng là giám đốc Double Diamond. Chúng ta có 2 Diamond. Lúc này 6 ông Sapphire của chúng ta chuẩn bị lên Diamond đúng không ạ? Chỉ cần 2 người lên Diamond thì chúng ta sẽ lên Double Diamond. Chúng ta thưởng được F7. Thực ra rất là dễ. Chưa bao giờ mà cảm nhận được lên cấp bậc dễ như ngày hôm nay anh Thịnh và anh và Sơn thì chuẩn bị chắc hết tháng này đã lên được Sapphire. Rất đơn giản Tại vì cái quan trọng nhất ở đây là nó giữ điểm và giữ cấp bậc. Ví dụ hôm nay mình có 2 người mua đúng không ạ? Hoặc 1 người mua thì cấp bậc nó vẫn giữ ở đấy. Người ta mua người ta cũng giữ cấp bậc để cho mình lên để mình nhận cái này. Điều kiện nó không bị rớt. Cho nên chính vì nó không rớt được cấp bậc như vậy, mình rất là dễ để nhận hoa hồng các đời lãnh đạo. Trên đó nhiều nơi mình phải đủ cấp bậc, đủ tiêu chuẩn trong tháng đó thì chúng ta mới nhận được, còn không đủ tiêu chuẩn không nhận được. Còn trong trên hết thì sao? Giữ cấp bậc cho mình được nhận hoa hồng tiếp theo. Nó rất là thực tế. Như vậy thì chúng ta vừa đi qua. Vậy thì còn cấp bậc nhiều hơn nữa không ạ? Còn bây giờ ví dụ như lên Triple Diamond. Triple Diamond thì chúng ta chỉ cần có bao nhiêu ạ? 4 nhà Diamond ở dưới mình lên Triple Diamond. Thì hiện tại cô Kim Huy chỉ là Triple Diamond thôi. Triple Diamond. Nhưng thu nhập của cô đang là 1,3 triệu đô đấy ạ. 1,3 triệu đô một tháng với Triple Diamond. Thật là kinh khủng. Rồi. Như vậy chúng ta vừa đi qua 6 cái loại hoa hồng đơn giản của trên hết. Nó rất đơn giản, rất dễ tính. Mình chỉ cần về mình nghiên cứu qua một cái là mình có thể nắm được sơ đồ rồi. Thông qua sơ đồ này thì theo các anh chị chúng ta có thể dễ làm không ạ? Hai người thôi làm được không ạ? Được, hai người thôi. Nếu ai cũng làm được, phôn cho Sơn nhé. Ai cũng làm được, Sơn chỉ phương pháp. Chỉ cho phương pháp. Mà phải làm tại nhà nhé, đừng đi nhiều nhé. Đi nhiều là làm sai phương pháp. Tại vì chúng ta phải chứng minh cho người khác chúng ta đang làm online website. Có nghĩa là tôi đang ở nhà thì tôi kinh doanh được trên toàn cầu. Chứ còn bây giờ bạn suốt ngày bạn đi còn đâu gọi là online có sao. Vậy thì chúng ta phải học được kỹ năng online, đó là kỹ năng gửi thông tin. Vậy thì làm sao gửi thông tin cho người kia hỏi mình cái này sao là hay thế, đúng không? Chúng ta phải có một quy luật gửi chỉ được cho không. Vậy thì nếu như ngày hôm nay Sơn đi chia sẻ với bạn, tại sao đi chia sẻ ai? Mình người đó họ tới để làm chứ không bao giờ tới để chất vấn mình đâu. Bởi vì ở nhà cho hết rồi. Một ngày ngồi cho quá trời người luôn. Người ta hỏi quá trời, mình chọn những người tốt nhất để đi. Còn
quá trời người muốn đọc mình là ông đỉnh. Điều này rất là tốt. Ví dụ chị thi chẳng hạn, chị đang bận đúng không ạ, ở nhà lâu lâu online cái gửi thông tin cái kiểu gì có rất nhiều người nói ôi chị cái này là cái gì mà hay thế đúng không ạ, thì lúc đó bắt đầu mình mới cho thêm thông tin, họ phải tìm hiểu tại nhà trước sau đó mình mới đi gặp, chứ đừng có vội vàng đi gặp tới nói chuyện mệt lắm, tại vì họ chưa hiểu. Có một người tao like là một của bạn Vinh, họ chưa hiểu gì cả, tức là cho thông tin rồi ra họ chắc vẫn sợ. Tôi nói là đúng ra buổi gặp này Sơn không gặp bạn. Thứ nhất là gì, mình đang tin trên online website, có nghĩa là mình cho bạn tìm hiểu thông tin tại nhà, lúc này bạn thích cái gì mình tới gặp bạn. Ví dụ bạn thích sản phẩm, muốn tìm hiểu sản phẩm mình sẽ chia sẻ bạn rõ hơn. Bạn thích về cái ý tưởng kinh doanh online website, mình sẽ tới phân tích cho bạn về online website. Bạn thích về cái gì ạ? Về cái website của công ty này này, nó tiện lợi khắp mọi nơi, đúng không ạ? Thì mình sẽ chia sẻ về website. Bạn thích về cái chế độ hoa hồng là tiềm năng thu nhập, nó có 2-3 thì mình tới chia sẻ với nó. Vậy thì trong những cái điều này này, bạn thích cái gì mình sẽ chia sẻ với nó. Họ nói là mình mới tìm hiểu sơ sơ, vậy thì chắc chắn em sẽ không chia sẻ nữa. Em sẽ dừng lại buổi chia sẻ ngay lập tức. Mặc dù họ là một tổ chức lớn ở Việt Nam em. Tại vì ngày hôm nay Sơn muốn nói với bạn, Sơn là kinh doanh online website chứ không phải là đa cấp bây giờ nữa. Các bạn nói vậy thì Sơn cho mình cái những cái tư liệu về nghiên cứu, vậy thì cho họ Ken Sơn 1981 trên global khoảng nghiên cứu đi. Và nghiên cứu sau 2 ngày sau thì sao? Gọi điện, lúc đó là Tuấn và Sơn đang đào tạo Long An, thì họ gọi điện mở cho em một cái sản. Khỏe không ạ? Rất là khỏe. Cho nên các anh chị phải lưu ý, Tuấn đi xuống cái phần online lên phần trên ấy. Vậy thì làm sao để chúng ta gửi thông tin có hiệu quả lên trên hết luôn Tuấn? Đa số chúng ta phải quan trọng là gửi thông tin có hiệu quả anh chị. Đầu tiên chúng ta phải gửi về sản phẩm trước. Một người mà kinh doanh ấy, mà thực sự bền vững á, họ luôn quan tâm tới sản phẩm trước. Anh Vinh công nhận với em không ạ? Làm gì thì làm biết là có tiền đấy, nhưng mà cái sản phẩm không tốt là không dám chơi rồi đấy. Sản phẩm mà không tốt ấy là mình đang đi lừa người khác. Kiểu gì mình cũng quá trận à, đúng không? Cho nên việc đầu tiên chúng ta cần phải nghiên cứu về sản phẩm, hiểu về sản phẩm, sau đó chúng ta gửi thông tin. Mà thông tin của chúng ta thì có rất nhiều, đúng không? Gửi hình ảnh này, gửi video này. Nhưng trước hết chúng ta gửi hình ảnh và kết quả trước. Đừng có gửi video của tiến sĩ Lia. Sau khi chúng ta gửi cái hình ảnh video đó, người ta hỏi cái này là cái gì mà hay hết, thì lúc này họ bắt đầu quan tâm. Khách hàng này quan tâm thì mình mới chú ý, còn không quan tâm thì chú ý. Nhiều mà, mình ở nhà mình gửi quá trời mà, không ạ? Chỉ quan tâm đến người chú ý, không quan tâm đến người không chú ý. Sau khi họ nói ô cái sản phẩm này, thì bên em có sản phẩm gì mà rửa mặt cái gì không? Chị nắm hay không? Đây, người quan tâm. Ngay lập tức mình bắt đầu giới thiệu cho họ về serum, tức là gửi video. À, vậy thì em sẽ gửi video của tiến sĩ William tư vấn giúp chị nhé. Em không giỏi lắm nhưng mà em nhờ tiến sĩ và em tư vấn giúp chị thôi. Thì lúc đó họ nói, ô em gửi đi. Bắt đầu mình gửi thăng nó một cái, họ xem xong. Rồi chị thấy thế nào? Ồ, chị thấy cũng hay lắm. Vậy thì, ok, chắc chắn chị hiểu rõ lắm. Em sẽ tới để hỗ trợ cho chị nhé. Ồ, em gửi đi. Vậy thế là đặt hàng đấy. Phải không ạ? Chúng ta làm việc đúng như vậy thì chúng ta làm rất là dễ. À, nhưng mà có những người á, đa số sẽ quan tâm tới cái này. Họ quan tâm rồi nhưng mà họ đang im lặng, họ đang chờ mình ý. Họ tưởng mình quảng cáo cái gì chứ. Sau đó thì sao? Mình gửi về họ, tức là mình giới thiệu về online. Mình gửi về cái trang website của mình. Thì hiện tại là Sơn đang lập một cái website do bạn tạo nên rất là hay. Mình gửi qua có hình ảnh và video luôn. Thì mình gửi qua như vậy thì người ta thấy và mình nói thế này này. Đây là website kinh doanh toàn cầu của mình đấy. Cơ hội hoàn toàn mới ở nhà rồi, kết nối thế giới. Các bạn là họ sẽ quan tâm đến cái chuyện này. Và khi họ quan tâm chuyện này, họ sẽ hỏi rất là nhiều. Và lúc đó thì mình nói họ được rồi. Trước hết bạn nên tìm hiểu về sản phẩm của nó trước đã. Nó có hay cũng nào mà sản phẩm không tốt cũng không kinh doanh được. Cho nên là tiếp tục về sản phẩm, bắt đầu họ sẽ mềm. Kiểu gì mình cũng quay lại cùng sản phẩm, cái gốc của mọi vấn đề. Rồi, có những người mình gửi ý tưởng kinh doanh như vậy, họ bắt đầu rất là hút. Các anh chị nên lưu ý, có những người mình gửi online thì nó online, nó đủ online ở Việt Nam bây giờ nó từng lúc hết. Online phải có website. Ví dụ hôm nay em tự online quần áo trên mạng em bán được không ạ? Được. Nhưng mà nếu người ta hỏi em là bây giờ bạn có cái website được không? Tức là tôi muốn bán, muốn có đặt hàng và chính đơn ở trong cái công ty của bạn sản xuất ra cái áo này nè. Tôi muốn có một cơ sở như vậy. Hay là bạn nhập ở đâu? Hàng này nguồn gốc ở đâu? Thì khi người ta hỏi nguồn gốc ở đâu chính là người ta hỏi cái website, tức là đại diện cho công ty ở đâu. Thì hoàn toàn ở trên mạng chúng ta không có. Cho nên chúng ta bị nhầm là vậy rồi đúng không? Cái mua gọi về cái áo cà lê hết đúng không? Chúng ta không biết cái gì cả. Như vậy thì điều quan trọng chúng ta cần giải thích cho họ là online nhưng phải có website bạn nhé. Tức là mình gửi thông tin cho bạn thôi, còn bạn muốn mua hàng thì bạn phải mua ở tại gốc của công ty, nơi sáng lập.
đưa công ty lên trung tâm chính. Thì lúc này một người làm mới hiểu được vấn đề là online website. Cho nên lúc nào cũng phải giới thiệu bao gồm từ online và website. Rồi, về công ty, cũng có một số nhiều người họ nói khi nào công ty về vân vân. Thực tế này, Chainlet đã phát triển qua 131 nước, nhưng đạt trung tâm hiện tại là khoảng gần 40 nước. Không phải công ty nào người ta là vì quá nhanh. Ví dụ anh bây giờ phát triển từng lương, anh không đủ thời gian để anh xuống hay phát triển, đúng không? Nhưng vấn đề công ty chính là cái điện thoại của chúng ta, đúng không? Công ty là bạn mua bán giao dịch thì tất cả đều nằm trong cái điện thoại chúng ta rồi. Nhất cự ly nhìn góc độ, ở đâu chúng ta cũng thể giới thiệu được. Đó là một cái sự tiện lợi, chúng ta nói cho họ điều đó. Và cuối cùng là kim. Đến lúc này khi họ hiểu cái sản phẩm tốt này, ủi phương pháp online này là một công cụ rất hiệu quả này, được, cái này mở mua bán trên sàn đấy ok rồi. Vậy thì cái tiền lợi của tôi là gì? Lúc này bắt đầu thực sự là một chủ đề lớn của chúng ta đấy. Lúc này họ sẽ quan tâm về nhóm tài chính. Tài chính. Như vậy một công ty mà khi mà có tiền nhiều, chắc chắn giá trị cuộc sống chúng ta là tốt rồi, đúng không ạ? Mà giá trị chúng ta nhiều tiền thì mua đủ thứ rồi. Đây là một vòng tròn của vũ trụ gọi là thuyết ngũ hành, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim lại sinh thủy. Chúng ta có thuyết tương sinh và tương khắc. Tương khắc là gì? Ví dụ có một người họ không thích kim mà mình nói về kim là làm khác. Lúc này nó ngủ cái hay lắm, mình vào đây cơ hội kim dân có nhiều tiền lắm, ồ thôi ông ơi, làm gì có cơ hội đi đường người ta, đúng không ạ? Tức là mình đang chia với tướng tương khắc, ngay lập tức họ sẽ phản đối mình ngay. À, có những người á mà mình chia sẻ về thổ ấy, họ không thích thổ. Có những người mà đi ra các lừa đảo đó thảo không, đúng không ạ? Ngay lập tức họ sẽ bị tương khắc ngay. Thì cái việc đầu tiên xuất phát của chúng ta luôn luôn mãi mãi là mọc. Là mọc. Bởi vì mọc chính là cái nhu cầu của xã hội hiện có. Họ gặp vấn đề mình gửi chúng vấn đề họ hỏi ngay. Cho nên cái điều đầu tiên chúng ta phải gửi về sản phẩm trước. Sau đó chúng ta cứ mọc nó sinh hóa này. Tức là người ta thấy sản phẩm tốt và bắt đầu mình giới thiệu. Anh chị ơi, cái đằng sau đó là một cơ hội kinh doanh online toàn cầu cực kỳ tuyệt vời. Mình ở nhà thôi, mình gửi thông tin có thể mở sàn cho người thế giới. À, họ nói ủ vậy hả? Sản phẩm này còn kinh doanh được như vậy hả? Ngồi ở nhà kinh doanh không mất thời gian, bắt đầu họ thích. Họ thích rồi. Đến đây rồi anh chị phải nói tiếp. Nhưng anh chị hay lắm anh chị ạ. Công ty thì nằm trong túi, khi anh chị bỏ một cái sàn website có nghĩa là gì ạ? Công ty luôn luôn nằm ở trong cái điện thoại của anh chị. Mình hoàn toàn mua bán trên điện thoại và trung tâm sẽ gửi hàng khắp mọi nơi. Hả? Hay đấy hả? Ok. Lúc đấy mà cái chế độ trả thưởng của nó rất ưu đãi anh chị. Mình chỉ cần có 2 người mở sàn thôi, phát triển có thể tạo cái thu nhập tới 2-3 anh chị. Ồ, lớn đấy ạ. Vậy thì hôm nào anh chị gặp đi, đưa tài liệu cho anh chị đúng không ạ? Hướng dẫn sàn cho anh chị. Họ đã ủng ok, khi nào? Lúc này là một cuộc hẹn chính xác 100% tuyệt đối. Lên đây thì hướng dẫn để làm chứ không bao giờ tới để ngồi nữa, phản biện nữa, được không ạ? Như vậy, chúng ta cứ một cái quy trình như vậy và chia sẻ. Cứ một quy trình như vậy. Một người mà chia sẻ về kinh rồi, họ thích kinh rồi, các anh chị cũng phải bắt đầu. Như vậy thì muốn có tiền thì anh chị phải làm gì ạ? Cái sản phẩm đó phải tốt. Nếu không tốt thì chắc chắn chúng ta không thể có tiền được, đúng không ạ? Vậy thì anh chị phải xem qua cái này nhé. Rồi, ta tiếp tục bắt đầu với mọc lại. Rồi chúng ta đầu với tiền được kinh doanh tiếp. Được không ạ? Cái gì chúng ta cũng bắt đầu một quy trình tương sinh hết. Có cái này mới sinh ra cái kia. Đi ngược lại chắc chắn chúng ta sẽ gặp vấn đề. Dựa vào thuyết này chúng ta dễ dàng, rất là dễ dàng trong vấn đề kinh doanh. Rồi, đúng không ạ? Ở đây Sơn đã nói lên hết được rồi. Mọc ứng với sản phẩm, hỏa ứng với ý tưởng kinh doanh, thổ ứng với công ty, kim ứng với chính sách sản phẩm và thủy ứng với giá trị cuộc sống của chúng ta. Rồi sản phẩm công nghệ đã góp sửa chữa tế bào như nào thì chúng ta bắt đầu phải học trong cái sàn online website của chúng ta. Tiếp tục, ở đây một điều chúng ta lưu ý, cái năm yếu tố này này có liên quan chặt chẽ với nhau, cái này sinh cái kia. Nếu một trong năm cái yếu tố đó mà có vấn đề thì chúng ta sẽ gặp vấn đề trong kinh doanh. Vậy thì khi chúng ta chia sẻ thông tin, tiếp cận thông tin mà chúng ta cảm thấy có vấn đề, có nghĩa là một trong năm yếu tố này của chúng ta có vấn đề, cách tiếp cận của chúng ta có vấn đề. Rồi, mỗi người trong cuộc sống đều ứng với mong cầu khác nhau. Có người ứng với mộc, có người ứng với hỏa, có người ứng với kim. Thì tùy theo cái nhu cầu. Có khi có những người chúng ta chia sẻ, ví dụ một lãnh đạo hiện tại là họ đang là một siêu ơm. Họ rất là đội nhóm rất lớn và hiện tại trong 2 tuần họ đã có gần 30 người trực tiếp 2 tuần. Vậy thì khi á, lúc đầu mà sơ người hỏa, người mộc ấy, họ không quan tâm. Họ không nói cái lời gì hết luôn. Bắt đầu mới gọi một cái sàn online, thấy họ im lặng rồi luôn. Nào, bắt đầu gửi tiếp cái ý tưởng kinh doanh online rồi thổ, họ cũng không nói gì. Bắt đầu mình kích về kim, 2 người thôi, điều kiện 2 người thôi, có thể thương trong hai nhà. Lớn đấy, lớn đấy. Cuối cùng là họ bắt đầu quy trình lại, họ hẹn gặp ngay lập tức. Khi hẹn gặp ở tại quán cà phê ở Bixi, Sài Gòn,
chia sẻ là tới đây. Ok, mở thẻ xong đem tài liệu xuống hướng dẫn. Trong vòng 2 tuần hiện tại có 30 giải. Và bây giờ là xuống Vũng Tàu để chuẩn bị hỗ trợ cho mấy người dưới Vũng Tàu. Thì như vậy, qua những cái kinh nghiệm như vậy thì chúng ta thấy là đôi lúc chúng ta gửi một thông tin, họ im lặng, chúng ta tiếp tục gửi. Trừ khi mà người ta chống đối mình thì thôi. Mà người ta càng hỏi thì lúc đó mình càng lợi thế nữa, đúng không ạ? Ok, và chúng ta xuống. Vậy thì quy trình thay đổi nhận thức rất là quan trọng. Đây là một bài học trong triết học. Vậy thì cái điều đầu tiên chúng ta phải cho người ta nhận thức cảm tính. Cho nên những cái video hình ảnh là nhận thức cảm tính. Chúng ta đừng dùng công sức của chúng ta để chia sẻ mà chúng ta hãy gửi video. Sau khi chúng ta gửi video xong rồi, người ta cảm giác cái sản phẩm gì mà hay thế nhỉ? Đây là cảm giác. Lúc đó họ sẽ có những câu hỏi trong đầu của họ đấy. Họ sẽ hỏi chú Kiếm là cái sản phẩm gì mà hay thế hả chú? À được rồi, vậy thì cháu tiếp tục xem về cái file của tiến sĩ nhé. Chú không giỏi nhưng mà tiến sĩ sẽ giảng bài cho cháu. Lúc đó thì chú gửi tiếp gì ạ? Cái file của tiến sĩ nói chuyện thì lúc này chắc chắn cháu sẽ được tiếp. Được không ạ? Sau khi mà cháu tiếp tục chú hỏi là xem xong tiến sĩ kèm cháu thấy thế nào? Tốt, cháu thấy thôi. Từ lúc này đó chú phải nói tiếp. Nhưng mà cháu biết đằng sau đó chính là một cơ hội kinh doanh online. Có nghĩa là ngồi ở nhà có thể mở sàn giao dịch toàn cầu và chia lợi nhuận toàn cầu. Chú thấy một câu nói này của chú chắc chắn kiểu gì cháu có hỏi thế nào là đúng. Lúc này tiếp tục chú gửi sàn cho cháu. Thì chú nói là cháu có thấy đăng ký mới ở đây không? Chú có thể mở sàn và đăng ký bất kỳ một ai ở đâu, ở trên thế giới này. Lúc này chắc chắn cháu sẽ quan tâm đến cơ hội của chú đó. Và đằng sau của đó thu nhập tiềm năng rất lớn. Chỉ cần chúng ta có hai người phát triển như vậy, kết nối trên toàn thế giới thì chúng ta có thể phát triển tới 2.000 năm. Còn nhiều hơn nữa thì vô tư, bao nhiêu cũng được, công bằng lắm. Mở nhiều F1 thì chúng ta càng thành công. Như vậy thì chắc chắn chúng thấy quy trình của cháu vừa nói với chúng vừa rồi mà chúng tiếp để cháu chắc chắn là quy trình chúng được. Đúng không ạ? À, nhờ công cụ. Ok, buổi nói chuyện vào 3 kỹ năng, nói sơ 3 kỹ năng một tí. Rất nhiều người hiện tại là họ đang dị ứng về ngành nghề. Nó thẳng ra là về MLM. Bởi vì trước đây là kỹ năng tư vấn bán hàng của chúng ta trước đây là chúng ta làm một cách nào ạ? Đi gặp trực tiếp, đúng không ạ? Đi gặp trực tiếp, chia sẻ, học thật giỏi, đi tư vấn sản phẩm thật giỏi, người ta mới mua. Còn ngày hôm nay mình kinh doanh online có nghĩa là mình gửi thôi. Vậy thì một ngày mình gửi được nhiều người không ạ? Rất nhiều người. Kỹ năng tư vấn bảo trợ, chúng ta cũng nói về mọc hỏa thổ, các nước như vậy, họ rất mua hay đấy. Gặp mở sàn rất là dễ, đúng không ạ? Chúng ta cũng bảo trợ bằng phương pháp làm online. Đào tạo dẫn dắt của chúng ta trước đây chúng ta phải làm gì ạ? Họ mở hè xong rồi chúng ta họ đi học, học rất là nhiều, học cả năm 2 năm họ cũng chưa biết làm đâu. Nhưng ngày hôm nay chúng ta chỉ cần tới chỉ cho họ một cái sàn, họ biết đăng nhập mã số, chỉ đưa tài liệu thì lúc này người lại biết làm. Mà cái người mà đã biết làm được thì máu lắm, đúng không ạ? Rất là thích. Như vậy thì 3 bước này rất là quan trọng trong kỹ năng của ngành MLM. Vậy thì trong kinh doanh của Trinet chúng ta hoàn toàn phải kinh doanh bằng online. Online. Rồi. Vậy thì ở đây chúng ta thấy online là gì và website là gì, thì dưới đây thì nghĩa là thì chúng ta phải giới thiệu cho mọi người biết về online website. Vậy thì tổng quan về cái bài đào tạo nó chỉ có 4 trang giấy A4 thôi, rất nhẹ nhàng. Trước đây cũng làm rất nhiều công ty biên soạn ở nhà là một tấm tài liệu, nhưng mà từ ngày đến từ trên hết bỏ hết tất cả, bỏ hết luôn. Tại vì cái phương pháp kinh doanh của nó là online, mình không làm bằng cách trực tiếp dẫn dắt người ta như vậy. À. Và cái khó khăn nhất của ngành em bây giờ là gì ạ? Do đi học quá nhiều. Và đi tư vấn vô tội vạ. Có nghĩa là cái người này không biết họ đã đón nhận cho mình một cơ tư vấn. Cái tư vấn đã đợi 2 tiếng đồng hồ rồi họ lắc đầu. Cái gì ướt hết cả người. Ngày mai là đi tư vấn họ đúng rồi, ông lại đưa là 2 người hết bắt đầu mình chán nản, đúng không? Còn mình làm cái này, gửi online nó cũng hay. Ông này ở nhà cũng thể là thông tin như thế này được, đúng không? Càng như vậy thì người ta lại càng thích làm. Mà càng thích làm thì người ta lại càng thích. Cho nên chúng ta phải hoàn toàn thay đổi cách làm mới. Ok, xin cảm ơn các anh chị đã lắng nghe buổi nói chuyện ngày hôm nay. Ok, cảm ơn anh đã chuẩn bị cho rất nhiều các anh chị. Điều tôi ấn tượng nhất trong kinh doanh này đó là sự chính thức một câu nói. Chính thức là chúng tôi là một câu chuyện hoàn toàn khác với chăm sóc da của phòng vật xung. Kinh doanh quan trọng là sản phẩm. Sản phẩm của chúng ta là sản phẩm tế bào gốc, nó khác hoàn toàn so với thực phẩm chức năng. Đối với thực phẩm chức năng thì có 3 tác dụng chính là phục hồi, duy trì và tăng cường chức năng của các bộ phận trong cơ thể. Còn sản phẩm tế bào gốc là thay thế, sửa chữa và tái tạo cấu trúc của ADN. Đó và quan trọng là ý tưởng kinh doanh của chúng em, kinh doanh online website cực kỳ hay. Và chúng ta tiết kiệm được rất nhiều chi phí, đi lại, chi phí cà phê, tất cả những chi phí chúng ta có thể kết nối hệ thống khi chúng ta ở nhà.
đó là lợi thế quy trình online đã sai đúng không ạ? Chúng ta có thể thôi về một cái Zalo, qua Facebook, qua WeChat và qua tất cả những mạng xã hội. Thời đại công nghệ thông tin chắc chắn trong núi ai cũng có một chiếc điện thoại và chúng ta hãy tận dụng nó để kiếm tiền, được không ạ? Và chương trình OBD giới thiệu cơ hội kinh doanh cùng Business Global buổi chiều ngày hôm nay xin phép được khép lại đây. Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn. Bây giờ cống hiến, tức là sau mắt, nên là sau mắt là có một số huyết thanh ấy nói sẽ có những món quà như vậy, tuy nhiên là phải có một trò chơi, số lượng thì có hạn nhưng mà có trò chơi, không biết là anh chị nào thích trò chơi là hay đóng góp mình lấy quà rất là vui nè. Có anh có trò chơi gì không anh? Trò chơi à? Chứ không cả mình lên chơi trò chơi à? Dạ em biết rồi, ý là bây giờ có ai một trò chơi đầu cuộc quá không biết là có trò chơi gì cho nó vui lắm. Mình lên trên trò chơi thôi chứ không có chơi trò chơi. Vâng, chơi trò chơi và người thắng cuộc sẽ là người đó. À, đây là Edric. Rồi, ok. Ba gói này về để mình thử đấy đúng không ạ? Ok. Ba số là nhà. Rồi, cái đau rồi mà đây là nó tuyệt vời nè. Thấy này là bị sung luôn đấy. Là mình dùng eo chưa đất, vào trong này cũng chỉ có giấy đâu ạ, trong này là sản phẩm xung của trong này. Chúng ta sẽ có 3 giải khuyến khích, 2 trò đặc biệt. Đúng không ạ? 5 phần quà. Trò chơi của chúng ta, không biết là ai có một công hiến trò chơi nào hay không ạ? Lâu rồi tự nhiên lãnh đạo Smart nói về trò chơi chúng ta là thủ phục không? À, anh Vinh có cái trò chơi gì không ạ? Món tù tí đấy. Món tù tí ạ? Là anh ấy. bây giờ trò chơi của chúng ta sẽ thú vị, đó là nếu muốn nhận được sản phẩm đúng không ạ, thì chúng ta phải biết tư vấn. Thôi bây giờ mình chỉ cần có 2 món quà mình chung luôn nhé, cho nên khách hàng phải tư vấn sản phẩm. Một người sẽ đối diện với khách hàng, một người là khách hàng, còn một người là gì ạ? Chuyên gia tư vấn. Bây giờ tư vấn làm sao mà cái người đó họ cảm thấy yêu với sản phẩm thì người đó sẽ được món quà đúng không ạ? Và ai là người xung phong để tư vấn ạ? Cái quan trọng nhất là bây giờ mình phải đúng tư vấn đúng không ạ? Tư vấn sản phẩm. Ai là người mình dạng tư vấn sản phẩm để serum? Serum. Ai ạ? Group tư vấn serum. Group. Mời ạ. Ok. Mời ạ. Bạn sẽ tư vấn với mình hay là bạn có thể chọn một cái đối tác để tư vấn? Tư vấn với Sơn phải không? Và bây giờ là một trong những người tư vấn về sản phẩm mà bạn chọn cái gì ạ? Angel hay là Serum? Bạn chơi cái này luôn hả? Ok, ưu tiên sửa xung phong đầu tiên.